Vâng, anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Trong clip buổi tối ngày 4 tháng 5 năm 2020, Sơn Đỉnh tiếp tục được phục vụ toàn thể anh em về những cái mẫu loa toàn bộ là những em chân dài để phục vụ anh em yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc về đam mê cũng như mua dùng tại gia đình nhà mình. Và trước màn hình quý vị các bạn đây gồm có 3 cặp loa toàn bộ là hàng của châu Âu như Philips hay loa MB quạt hay dòng là Technique toàn đều của Đức hết. Ba cặp này thì mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá cho anh em để được biết thêm. Mình sẽ đi từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên đó là cặp Philips, model của nó là 692. Kích thước của nó là chiều cao 80, chiều ngang 22 và chiều sâu là 25. Tất cả ba cặp loa này đều là những cái model khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam. Cái loa này căng cước còn rất là đẹp nên mình để luôn cả căng. Bây giờ sẽ mở căng ra cho anh em xem luôn về phía bên trong. Dòng loa được thiết kế là loa hai đường tiếng thuộc dạng loa cây nên anh em cũng khá là dễ bày đặt trong các căn phòng nhà mình. Thiết kế của nó là một bát 18 gân cao su màng giấy, rốn vải và một tép đôm. Nó có hai cái phần đèn, đây là đèn báo khi dòng nó quá lớn thì nó sẽ báo phần đèn vàng và đèn đỏ đây. Đấy. Loa vỏ gỗ và ở trên mặt này thì được trang trí bằng một khối nhựa ở trước mặt. Và cái dòng này thì giải trầm của nó cũng như chất âm của nó thì đúng mang tính chất là châu Âu. Tiếng cực kỳ là hay và chi tiết. Mình hiện tại vừa ghép thử qua một âm ly Pioneer 7400 25 mã có 90W thôi nhưng đánh cặp này rất là hay. Thiết kế là lỗ thông hơi ở phía đằng trước. Loa đẹp góc cạnh nhưng mình vẫn nói luôn đây là loa hàng bãi, là hàng đã qua sử dụng. Model của cặp Philips này là 692. Một chút xíu nữa thì mình sẽ quay ở đằng sau. Nếu như anh em đã xem video thì cố gắng xem hết video để biết được cái mã sản phẩm nó là gì. Và cặp Philips này thì Xuân Đỉnh bán với giá là 5.800.000 đồng. Một cặp rất là hiếm trên thị trường Việt Nam và tiếng rất là hay luôn. Hình thức thì rất là đẹp. Kích thước cao 80, ngang 20 và sâu 25. Loa nặng 10kg một thùng. Ở đằng sau nó sẽ ghi rõ hết thông số nên một chút xíu nữa mình sẽ quay đằng sau cho anh em được biết thêm về dòng này. Tiếp theo là sang bên này là một cặp loa Đức MB quạt 390. Đây mình mở căng đây, căng còn rất là đẹp, không có bị rách chỗ nào cả. Đấy. Đây là phía bên trong của loa. Một cặp loa Đức khá là đẹp. Cặp này thì vận chuyển về bị mất một tiếp tem. Tem của nó là tem nhựa như này. Đấy, bên này thì nó mất tem. Kích thước của nó là chiều cao 80, chiều ngang 24 và chiều sâu là 27. Loa hai đường tiếng, một bát 20, một tép. Dòng này thì cũng quá là nổi tiếng cho anh em rồi. Gân cao su màng giấy rất là mềm. Một tép đôm ở giữa thì mũi tép này có dính một lớp nhựa này. Đây là đặc trưng của những dòng loa Đức. Và đây là lỗ thông hơi nhé. Loa còn nguyên zin và chưa bao giờ được mở. Đã test hoạt động hoàn hảo hết. Cặp loa Đức này tiếng cũng khá là tốt. Và đặc biệt là model này thì cũng rất là ít luôn. Chứ cũng không có nhiều đâu ạ. Kích thước của cặp loa Đức này là cao 80, ngang 24 và sâu 27. Cặp này Sơn Đỉnh bán với giá là 6 triệu đồng. Loa rất là nặng mười mấy cân một thùng. Toàn bộ là thùng là gỗ, rất là chắc chắn. Đây là tổng quan chi tiết về cặp loa này, anh em nhìn kỹ này. Tuyến loa gần màng rất là đẹp luôn, không có bị sứt sẹo gì cả, gần cực kỳ là mềm. Dòng này thì chơi rất đa dạng, tiếng bass cực kỳ là sâu. Và thông số nó cũng ghi ở đằng sau luôn. Tí nữa mình sẽ quay đằng sau cho anh em xem. Căng cước còn rất là đẹp, không có bị rách. Và đây là một cặp loa Đức cuối cùng. Cặp loa này thì khá là lạ và cũng khá là hiếm. Anh em đầu tiên để ý vào cái phần gỗ của nó. Gỗ lạng hết nhá, bo viền góc cạnh.
Hình thức là cũ theo thời gian, đây gọi nó chỉ là bong sơn thôi. Nếu như anh em cẩn thận hơn thì về có thể là sơn một lớp sơn đen cũng được. Nhưng mình thì để nguyên cho đúng chất là mộc mạc, là hàng bãi, là hàng đã qua sử dụng. Cặp loa Đức này thì cái tên của nó khá là khó gọi, thì mình sẽ quay đằng sau để cho anh em xem cái thông số của nó. Dòng này thì thiết kế của nó là 2 bát 14, một tép đôm, thùng gỗ nạm rất là nặng. Kích thước của nó là chiều cao 85, chiều ngang 20 và chiều sâu của nó là 20. 2 bát 14 là 2 bát thật và một tép đôm ở chính giữa. Thùng nạm gỗ góc cạnh, không có vị nở nét gì cả. Cặp này không có e căng nên Xuân Đỉnh chỉ bán với giá là 4.200.000 đồng. Chất âm thì mình nói luôn là tầm tiền 4.200.000 thì khó có cửa để so sánh với cặp loa Đức này. Mình sẽ quay cả đằng sau cho anh em xem. Đây là phía hông đấy, được bo viền rất là kỹ càng, thiết kế loa rất là chắc chắn luôn. Đây là phía đằng sau của những cặp loa, toàn bộ đằng sau đều rất là đẹp. Đây là một cái cặp loa Đức mà mình không hiểu cái tên nó ghi là gì, nhưng nó sẽ ghi rõ là dòng Hi-Fi Techni 2160AT, sản xuất đây anh em đây, cái Margin Germany, giải tần của nó từ 4 đến 8 ohm, công suất max của nó là 120W, trở kháng là 4 đến 8 ohm, có giải tần từ 35 đến 24.000 Hz này. Đây là cọc loa, thùng đẹp góc cạnh. Cọc loa này tiếng rất là hay, đặc biệt là những cái dòng loa cây này thì rất dễ bày đặt trong các cái căn phòng nhỏ, diện tích nhỏ gọn thì rất là dễ bày. Đây là cặp loa MB quạt 390. Anh em để ý kỹ này, tầng sau góc cuối cùng này nó có một cái lớp đề can nó bị bong đấy, chứ nó không có gì, không bị nở nét gì cả, rất là chắc chắn với cái cặp thùng này luôn. Đây là các cái dắt cầu loa để anh em nhìn, nó thiết kế cũng rất là khủng này, model cũng như thông số của nó này. À, 4 ohm 80W, max là 120W và cái tần số nó từ 35 đến 32.000 Hz. Model của nó là MB quạt 390 MCS, một trong những model khá là hiếm trên thị trường của mình. Và bên này là cặp loa Philips. Cặp này mình cảm thấy cũng là rất là cặp, một cặp rất là đáng chơi đấy, vì chất âm của dòng này tiếng bass rất là nội lực. Đây là các cái thông số của nó này, nặng 10kg 6 ohm, max là 160W, độ nhạy là 87 dB. Kích thước ấy, kích thước của nó là cao 79, ngang 20.5 và chiều sâu là 25, nặng 10 cân. Và bên dưới nó ghi rõ luôn sản xuất tại Bỉ đây, Margin Bathroom, có cả mã số đàng hoàng hết nhé. Đây là chiếc còn lại. Highway Bass Select. Model của nó là FB692. Đây mình sẽ quay cho anh em luôn ba cặp này. Cặp Philips 692 Xuân Đỉnh bán với giá là 5.800.000 đồng. Cặp loa Đức MB quạt 390 Xuân Đỉnh bán với giá là 6.000.000 đồng. Và cặp cuối cùng là cặp loa Đức, mình không rõ tên lắm, mình bán với giá là 4.200.000 đồng. Cặp này không có e-căng nhé. Chi tiết mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582.
Rất mong được toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những sản phẩm mà mình lựa chọn. Và đang trong mùa dịch nên mình chỉ ship hàng toàn quốc và hạn chế anh em đến nhà. Trước khi anh em nhận được hàng thì mình sẽ test cho anh em clip đàng hoàng hết. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.